Sài Gòn buồn quá anh Hoàng. Nay buồn quá tôi ra quay clip cho anh xem nha không. Kim Tâm là cái vùng đất mà yên lành nhất á, mà hôm nay á là cũng cũng hết 2 ca rồi. Thôi nói về 180 cây dâu này nha anh Hoàng nha. Nè, hôm đó tôi nói với anh là chết 30 cây đúng không? Không. Chết đi sống lại, tôi dồn lại những cái chậu lớn này nè. Thì còn có chỉ chết 12 cây thôi. Thì bây giờ tôi quay cái số lượng cây còn lại đó. Đây anh xem nha. Hôm nay rất là dễ thương. Có qua bối rồi mà tôi bỏ hết Thịnh Hoàng. Nó còn sớm lắm. Ngó thì lên thôi chi chít. À, hôm nay mà nếu tổng cộng là cái này là tôi lên tới 200 mấy chục cây lận. Ngó thì là quá là trời quá đất đi. Cái ngó nào mập thì để, còn ngó nào mà nó ốm bỏ. À, bây giờ tôi mới thấy là cái cây cái mô á, tuy nó nhỏ nhưng mà dễ trồng lắm nha anh Hoàng. Bởi vì sức đề kháng nó cao lắm. Khi mà lần đầu tôi nhận hàng về á, thì tôi thấy cái cây dâu là tôi biết tôi trồng được. Bởi vì nó nhỏ mà cây rễ nó quá là nhiều. Mà cái cây nó trắng, nó không có hề bị bệnh hoạn gì hết trơn á. Đây nè, anh thấy không? Rất là đẹp. Hôm đó có một mớ loại dâu như là Đài Loan, Nhật Hoa Đỏ, Bạch Tuyết Má Hồng á, anh không có. Tôi đi mua cái cây trưởng thành về tôi trồng. Trồng không ngon đâu nhanh Hoàng. Người ta xịt thuốc không à, không có bỏ phân chuồng, phân hữu cơ như mình nè. Những cái cây này nè, hổm tôi nói với anh là nó chết á, tôi dồn lại đây. Rồi tôi vừa đem 30 cây dâu đó về ha. Cái ở trong một cục xô dừa ướt nhẹp thôi, không có một miếng phân nào hết. Nhưng mà lá vẫn tốt, trái vẫn nhiều. Tôi hái trái tôi bỏ hết. Rồi lúc đó cái anh biết sao không? Bây giờ ủ rũ hết rồi. Nhưng mà không, về tới tôi thì tôi sẽ dưỡng lại. Không, tuy là nó mất sức nhưng mà nó cũng không có hư. Nhưng mà so với cây kế mô thì nó không có bằng đâu. Đó. Những bạn nào muốn trồng dâu thì cứ mua cây cấy mô về trồng, cũng dễ lắm. Giống như đứa con mà từ hồi nhỏ á, mà mình chăm sóc riết nó quen thức ăn nước uống của mình á, thì nó tốt ha. Nè, có qua bối rồi nè nhanh Hoàng nha. Hái bỏ chứ làm gì này. Đó. Rồi nó ăn thức ăn của mình, nó quen, nó lớn luôn là cây dâu nó không có bị mất sức. Còn như một đứa con của người ta mà gỡ mình nuôi á, mà mình muốn nuôi kiểu gì á, nuôi thì mình nuôi theo ý mình, thì tất nhiên là đứa nhỏ nó không có ăn đồ ăn đó được, thì có thể nó bị mất sức. Thì cái cây dâu nó cũng vậy. Đây, anh thấy hôm nay được lắm, đẹp lắm. Đây là đất này gần sông nha anh Hoàng. Đây, con sông này là chảy về Bình Dương, cầu Phú Cường. Nếu mà mình đi ga máy chạy thẳng lên á, thì coi như là 7 cây số là tới chân cầu Phú Cường đó anh Hoàng. Đây là tôi quay cái 30 cái cây dâu mà tôi mua dâu trưởng thành cho anh coi. Chăm sóc cực lắm. Tôi về tôi không có lỗi gì với nó hết trơn á, mà tự nhiên cái nó ủ rũ từ từ vậy đó. Đây nè, nãy giờ tôi dọn một đống lá đây nè ha. Đó, dâu này người ta xịt thuốc không à, ta không có bỏ phân hữu cơ như mình. Đó anh thấy không? Đó, dâu trưởng thành này nè, là coi có trái xum xê rồi đó. Nhưng mà tính ra thua cái cây dâu của anh hồi nãy nữa. Nó đâu có mượt mà, đâu có đẹp bằng ha. Và điều đặc biệt là anh biết gì không? 100 cái cây dâu sau á, anh đưa cho tôi ương hôm nay là sống 100% luôn. Không có chết cây nào cả. Đây là mấy cái cây mâm xôi ha. Đây. Đó. Tuy là chưa có đẹp lắm đâu nhưng mà không có chết. Tôi hứa với anh là 100 cái cây dâu này là không bao giờ chết. Đó. Đây. 100 cây dâu này hôm nay là cũng được 11, 12 ngày gì đó. Mà tôi chưa có đá đụng gì tới phân hết. Kệ nó từ từ. Đây. Mình thấy đẹp ghê chưa? Cây 100 cây dâu này là 100% nha. Rồi tổng thể khu vườn tôi cho anh xem luôn, kệ cho vui. Buồn quá. Sài Gòn đúng là hôm nay không còn gì vui nữa hết. Đó, tôi trồng được 30 cây
cây nho Ninh Thuận hôm nay cũng lớn rồi, có cây lên tới mặt vàng rồi. Đây, ở đây dừa chuối mít gì có đủ hết rồi. Thôi tạm biệt anh Hoàng nha. Rồi, hẹn khi nào mà cây có trái tôi sẽ quay video lại cho anh xem nha. Chào tạm biệt.